Dạ, đọc tên, đọc tên. Bùi Văn Huệ ạ. Hiện tại bây giờ là chưa thấy cảm giác gì cả, à, rất là nhẹ nhàng luôn. Khi mà nhận được thông tin là được tiêm thì mình rất là vui và lúc nào cũng muốn là được tiêm phòng cho cảm giác là an toàn cho chính mình và cũng an toàn cho cả mọi người luôn. Thì chúng tôi cho rằng là cái số lượng 90.000 này tuy chưa đủ nhưng mới chiếm được khoảng 1/4, 1/5 của Bắc Ninh thôi. Nhưng đó là một cái gọi là nó rất là kịp thời để đấy được chúng tôi khuyến khích và động viên doanh nghiệp để chúng ta phải tiêm cho người công nhân để đến lực lượng sản xuất trong vấn đề là phát triển kinh tế rất là quan trọng và phải triển khai kịp thời thì chúng ta cũng sẽ làm cho kinh tế cho phát triển không bị đứt gãy ở các chuỗi sản xuất.